Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn về một cái kèo khá là ngon nhá. Đây là một cái ứng dụng mới ra giúp các bạn có thể tham gia đăng ký và chúng ta nhận được là 20.000 cái đồng BS hoàn toàn là miễn phí. Và giá hiện tại ở trên cái sàn cũng như là trên cái ứng dụng này 20.000 cái đồng BS này nó tương đương với là 400 USD. Tí nữa vào ứng dụng mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta có thể nhận được. Đây là một cái kèo khá là tiềm năng và nó mới ra đối với những cái kèo mà nó mới thì thường nó sẽ còn uy tín nên là các bạn có thể tham khảo luôn cho mình. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua về cái nền tảng này. Đây là cái trang web nhé. Mình đã dịch ra tiếng Việt rồi và ở đây nó sẽ có cái phần để các bạn có thể download về ở trên Google Play hoặc là Android APK ở đây. Bây giờ mình sẽ đọc qua một chút phần thông tin. Đây là chiến dịch AI, kiểu như là về cái phần robot giao dịch hiệu quả này, dễ dàng tùy chỉnh. À, chúng ta có thể tham khảo một chút những cái thông tin về cái nền tảng này nó dựa trên cái nền tảng trí tuệ nhân tạo AI ở đây nó giống kiểu như là trí tuệ robot đấy để các bạn đọc và tham khảo cho mình có rất là nhiều những cái phần chữ ở đây hầu như là mình đã dịch sang tiếng việt rồi rồi chúng ta có thể tham khảo qua một chút thông tin nhé để các bạn có thể nắm rõ hơn sau đó mình sẽ đi vào cái phần chi tiết là hướng dẫn các bạn là download ứng dụng đây còn có rất là nhiều phần. Các bạn có thể kéo xuống bên dưới này cho mình. À, bên dưới này là hệ sinh thái này, hệ sinh thái nhá. Nó còn có rất là nhiều giao dịch cộng đồng này, à BSH à, siêu dữ liệu, phần đạo này và một số phần khác tiếp theo. Rồi, các đối tác chính ở trên cái nền tảng này như là Binance, à, Swap Sunwap này, MetaMask này, à, UniSwap, đa số toàn là những cái sàn lớn thôi. Uh, còn liên kết chính thức uh, như là tipter, này, Telegram, YouTube và một số phần khác nhé Lộ trình ở đây thì nó sẽ hiện, ở đây có những cái quý từ uh, tháng 1 2022 đến uh, tháng 2 2023 này, tiếp theo là tháng 3 2023 và cao nhất ở đây đến uh, 02 2025 ở đây nhá. Để các bạn có thể đọc và tham khảo ở đây cho mình. Rồi đấy là những cái phần uh, thông tin mà mình chia sẻ cho các bạn ở trong cái phần uh, đầu tiên này. À, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là download. Ở đây thì à, các bạn có thể à, download luôn cho mình ở trên à, Google Play. Rồi mình sẽ ấn một phần Google Play đây. Hiện tại thì cái nền tảng này nó mới ra nên là chỉ có hơn 10.000 lượt tải xuống thôi. Bạn nào mà chưa cài đặt thì à, các bạn ấn một phần cài đặt ở đây cho mình. Nó cũng không có quá gì là khó khăn cả. Đấy chúng ta mở lên, chúng ta ấn vào cài đặt thôi. Bây giờ thì một cái điều rất là quan trọng, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở lên lập tài khoản và nhận ngay được là 20.000 cái đồng BS này tương đương giá trị là 400 USD nhá. Rồi, mình sẽ mở cái ứng dụng này lên này. Lúc mà các bạn uh, cài đặt xong các bạn mở lên nhá, nó sẽ có một cái phần như thế này để các bạn thể chọn ngôn ngữ. Các bạn sẽ ấn mục phần uh, Chan language ở đây để các bạn thể chọn ngôn ngữ cho mình nhá. Rồi mình sẽ ấn vào uh, Chan language ở đây. Nó sẽ rộng uh, nó sẽ hiện ra một số các ngôn ngữ ở đây, khá là nhiều ngôn ngữ đấy. Mình cho thấy cái nền tảng này nó khá là ok. Và các bạn chọn cho mình ngôn ngữ của quốc gia chúng ta là Việt Nam đây. Ấn vào chọn cho mình quốc gia là Việt Nam. Rồi, chọn ở đây sau đó nó sẽ sang cái phần đó là tạo tài khoản đối với bạn nào mà chưa có tài khoản ở trên cái nền tảng này thì các bạn ấn một phần tạo tài khoản ở đây cho mình nhá đây bạn nào có rồi ấn một phần đăng nhập mình chưa có thì chắc chắn mình phải tạo tài khoản rồi rồi mình ấn một phần tạo tài khoản rồi sẽ sang một cái phần đó là tạo khóa cá nhân cái phần này nó rất là quan trọng nên là các bạn có thể để ý kỹ cho mình mình sẽ ấn một phần tạo khóa cá nhân này để mình tạo tài khoản nhá Các bạn ấn vào mục tạo khóa cá nhân, nó sẽ hiện ra một cái dòng mã khóa ở trên này. Đây là cái mã bảo mật, sau đó các bạn một phần sao chép. Các bạn nên nhớ chúng ta cất cái mã khóa này nó bảo mật như là cái mật khẩu của bạn. Các bạn sẽ sẽ nào gửi vào một cái nhóm nào đó hoặc là gửi cất vào đâu đó ghi ra cho mình làm sao các bạn giữ nó an toàn nhất để đỡ bị mất nhá. Các bạn sao chép này, sao chép thành công, ấn một phần bước tiếp theo ở đây cho mình là được. ấn vào mục à, bước tiếp theo nó sẽ hiện sang cái phần để các bạn có thể đặt mật khẩu ở đây, rất là đơn giản thôi. Điền cho mình hai lần cái mật khẩu của các bạn ở đây, nhập cho mình cái số ký tự xác nhận là 2448, rồi mình điền vào đây nhá. Điền xong rồi, đây các bạn có thể để ý và định hình cho mình này, rất là đơn giản, nhập mật khẩu này, ấn xác nhận đây cho mình là được. Sau khi mà xác nhận xong, đây là cái bước cuối cùng nhá. Các bạn sẽ dán lại cái mã khóa vừa lấy mình hướng dẫn các bạn là sao chép ra đây, rồi nhập cho mình cái mật khẩu vừa lấy chúng ta đã tạo. Sau đó các bạn mục phần xác nhận ở đây là các bạn đã tạo thành công được cái tài khoản ở trên cái ứng dụng ngày hôm nay nhá. Rồi mình sẽ ấn mục phần xác nhận ở đây. Sau khi mà chúng ta đã tạo tài khoản thành công thì nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Cái giao diện ở trên cái nền tảng này nó khá là đẹp nhá. Và hiện tại cái số lượng BS của chúng ta đang báo là không ở đây nhá. Bây giờ một cái việc rất là quan trọng mình sẽ hướng dẫn các bạn là nhận được là 20.000 cái đồng BS này tương đương nó sẽ hiện lên đây là 400 USD nhá với cái giá hiện tại ở cái trên sàn này còn à, tương lai sau này cái đồng này nó tăng hay giảm nó sẽ phụ thuộc vào nhá phụ thuộc vào cái sàn này đây các bạn để ý bên trên này nó sẽ có phần giao dịch này bộ sưu tập mời này cách hoạt động này và mục đặt hàng bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ ấn một mục phần mời đây cho mình này nó sẽ có một cái phần đó là phần mời các bạn mục phần mời đây cho mình rồi bây giờ nó sẽ hiện ra cái phần để chúng ta có thể nhập cái mã cốt Còn đối với các bạn nào mà chưa có mã cốt Thì các bạn điện nhập cho mình cái mã cốt đó là Z22 Đó Z2Z43X Đây dán ra đây luôn cho mình này Đó các bạn sao chép các bạn dán ra đây luôn cho mình nhá Rồi sau đó các bạn mục đây để chúng ta có thể nhận được là 20.000 cái đồng BS Hiện tại thì mình đang có cái mã rồi Bây giờ mình sẽ nhập cái mã riêng của mình vào đây nhá Như vậy là mình đã nhập thành công và mình đã nhận được ở đây là 20.000 cái đồng BS này. trị giá tương đương là 400 USD đây nhá. Và sau khi mà các bạn muốn đi mời bạn bè, các bạn ấn mục phần mời đây và giới thiệu cái mã mời của các bạn cho người ta để người ta nhập cái mã mời của các bạn vào và các bạn có cơ hội nhận được cái số lượng hoa hồng ở đây. Đấy là cái phần đầu tiên mà mình hướng dẫn cho các bạn nhận được cái số lượng hoa hồng ở trên cái nền tảng này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn qua một chút những cái phần tiếp theo giả sử như cái mục thị trường này đó mục thị trường này đây là cái phần mà các bạn có thể biết được tỷ giá hiện tại của những cái đồng coin đấy có rất là nhiều những cái đồng coin để các bạn có thể biết được tỷ giá cũng như là tỷ giá của cái đồng BS này cặp vào BS USDT cái đồng BS này tương đương với là 0.002 nhá đây là hiện ở đây cho các bạn rồi sang đến cái mục buôn bán ở đây cái mục buôn bán này là dành cho các bạn có thể tham gia với cái số lượng giao dịch như là TRX hoặc là USDT ở đây Để các bạn có thể nhận lãi hàng ngày Giả sử các bạn có thể chọn ở đây là TRX chẳng hạn Lợi nhuận ở đây các bạn có thể để ý này Từ 0,5% cho tới là 15% ở đây à, Chúng ta tham gia tối thiểu ở đây là 100 cái đồng TRX cho tới là 1 triệu cái đồng TRX Các bạn có thể ấn vào đây cho mình đây rồi các bạn có thể điền cho mình cái số tiền mà các bạn muốn tham gia, giả sử như là 100, các bạn điền 100 ở đây, sau đó các bạn ấn vào mục phần bắt đầu ở đây cho mình nhá. Nó sẽ hiện này. Đó, các bạn có muốn chọn bao nhiêu thì các bạn có thể ấn vào đây cho mình đều được. Đó, sau khi mà các bạn chọn đấy có bao nhiêu các bạn ấn ở đây để mà có được cái này thì các bạn cần phải có cái đồng đó là đồng TRX, các bạn quay ra đây này, tìm cho mình cái đồng TRX ở đây. Đây các bạn có thể vào cái đồng TRX này chờ một lúc ở đây cho mình nhá. Hoặc là các bạn có thể quay trở lại đây, đây ấn một đợi ấn mục phần TRX này, sau đó các bạn có thể ấn mục phần chuyển vào đây. Đây nó sẽ có cái phần chuyển vào này, các bạn có thể sao chép cho mình cái địa chỉ này này. Sau đó các bạn có thể quay sang cái ví chốt qua led để chúng ta có thể gửi TRX hoặc là USDT vào nhá. Đây mình sẽ sang ví chốt qua led này. Sang đến ví chốt qua led nhưng mà cái số lượng TRX nó bắt buộc phải có từ là 100 TRX trở lên nhưng mà mình chỉ ví dụ thôi, các bạn có thể ấn mục phần gửi đây. Điền cho mình cái số lượng, nhập cho mình này Giả sử như là 150 chẳng hạn, đó. Đây 150. Rồi các bạn ấn mục phần uh, tiếp tục ở đây cho mình. Sau khi mà ấn mục phần tiếp tục là các bạn đã gửi thành công được cái số lượng TRX sang bên cái ứng dụng kia nhá. Rồi mình quay trở lại. Quay trở lại ứng dụng khi mà các bạn đã có số lượng TRX ở đây rồi thì các bạn quay trở lại cái mục đây để chúng ta có thể tham gia và điền cái số lượng TRX vào đây nhá đấy rất là đơn giản thôi và các bạn có thể đọc qua bên dưới này cho mình nó hướng dẫn rất là chi tiết nên là không có quá là xa lạ đối với các bạn rồi rồi đấy là cái phần đầu tiên mà mình chia sẻ cho bạn giúp các bạn có thể tham gia và các bạn có thể nhận được cái số lượng uh, TRX cũng như là cái số lượng oh, nó mất đầu là 20 BDS rồi để mình thoát ra vào lại nhá nó uh, nó bị lang các bạn ạ nó bị lang nên là nó bị uh, mất đi 20 USD này đấy bây giờ lại quay trở lại rồi À, còn có phần nữa là các bạn có thể đi giới thiệu bạn bè này à, Đội của tôi này Hiện tại thì chưa có nhé Khi mà các bạn tham gia giới thiệu thì nó sẽ hiện lên ở đây Rồi, ấn mục mời này để các bạn có thể giới thiệu đây cho mình à, Bên cạnh đó các bạn có thể ấn vào đây để tham gia cái nhóm Telegram đây nhé Để các bạn có thể lắm nhiều thông tin hơn Còn có một số mạng xã hội như là Twitter, Youtube, Facebook Đây các bạn ấn mục phần Telegram đây cho mình vào đến nhóm Telegram các bạn có thể ấn mục phần tham gia nhóm Telegram đây để các bạn có thể sẽ trao đổi những cái thông tin ở đây nhóm đây khá là đông này các bạn để ý đi rất là đông ở đây nhá để chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn một chút những cái thông tin ở đây đó đây là cái nhóm Telegram thứ nhất bây giờ mình sẽ sang tiếp cái nhóm Telegram thứ hai nó toàn là tiếng Anh thôi Đấy, các bạn có thể tham gia và các bạn có thể dịch ra để các bạn có thể làm rõ hơn nhá rồi mình sẽ sang cái nhóm thứ hai ở đây Còn đây là cái nhóm thứ hai nhé. Ở đây thì các bạn có thể tham gia và các bạn có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất. Đây nó giống như là cái kênh ấy, để các bạn có thể biết được những cái thông tin mới nhất về những cái đồng coi ở trên cái dự án này. Và khi cái đồng coi đấy có thể là được swap hoặc có thể được bán ra là chúng ta có thể làm rõ ở đây nhé. Đây các bạn có thể đọc và tìm hiểu cho mình ở đây. Rất là nhiều những cái thông tin ở đây để chúng ta có thể làm rõ hơn. Rồi mình quay trở lại ứng dụng nhá Đấy là cái phần về cái mạng xã hội Telegram. Bây giờ các bạn quay trở lại ứng dụng nhá Thì đấy là những cái phần mà chi tiết nhất ở trên cái nền tảng ngày hôm nay mình giới thiệu và chia sẻ cho bạn. Hiện tại nó đang có ở trên CH Play. -E. Đây là một cái kèo khá là ok khi các bạn tham gia đăng ký thành công là chúng ta đã nhận được 20 cái đồng BS tương đương với là hơn 400 đô 400 đô ở đây nhá Sau khi mà cái đồng này mà được bán Thì mình sẽ thông báo và chia sẻ cho các bạn luôn À, thì ở trên cái dự án này bạn nào không hiểu thắc mắc gì các bạn có thể kết bạn qua telegram hoặc là zalo mình sẽ hướng dẫn bây giờ mình sẽ sang quay ba cái phần quà và tặng thưởng cho ba bạn may mắn nhất nhé à, bởi vì cái video đợt trước của mình cũng chưa được là một nghìn comment nên là mình chỉ à một nghìn uh, lượt view nên là mình chỉ quay được cho các bạn là ba ba lần thôi cứ cái video nào của mình hôm nay mình đăng đến tối mai mà được uh, được 1.000 view là mình sẽ tặng quà cho các bạn là từ 5 phần quà trở lên còn bên dưới 1.000 view là chỉ được 3 phần quà thôi nhá nên là các bạn có thể ủng hộ mình thật nhiều thật nhiều hơn nữa để mình có động lực và ra nhiều video hơn và tặng quà cho các bạn nhiều hơn nữa nhá rồi mình sẽ sang tặng quà cho ba bạn may mắn nhất đây bây giờ thì mình sẽ quay ba cái phần quà và dành cho ba bạn may mắn nhất đây À, xem video đợt trước của mình có bao nhiêu comment đây. Nói thật là mình cũng muốn quay nhiều phần quà cho các bạn nắm nhưng mà kiểu như là cái số lượng view của mình nó không đạt ấy. Đấy. À, mình đăng từ hôm trước đến hôm nay nó cũng chỉ được tầm 5 600 view thôi nên là nó rất là ít. Rồi, mình sẽ 100 comment này. Xin chúc mừng bạn đầu tiên là bạn Đức Lê nhá. Bạn đầu tiên Đức Lê này. Bạn thứ hai là bạn Nguyễn Hoa này. Rồi, bạn thứ hai là bạn Nguyễn Hoa này bạn thứ ba là bạn Trung nhá rồi ba bạn này sau video này ba bạn có thể là kết bạn qua Zalo mình sẽ gửi cho ba bạn ba phần quà nhá thì video của mình kết thúc ở đây xin chào tất cả các bạn